Thưa quý vị, hôm nay Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để thảo luận việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Đánh giá của đoàn giám sát Quốc hội nêu bật những kết quả trong lĩnh vực này, đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế cho thấy thị trường bất động sản phát triển chưa lành mạnh và bền vững. Đây cũng là những vấn đề được Đài Hà Nội phản ánh trong suốt thời gian qua. Vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay đó là giá bất động sản tăng vọt so với mức tăng thu nhập của đa số người dân. Tình trạng mất cân đối cung cầu khi sản phẩm mở bán chủ yếu hướng tới phân khúc cao cấp và cho mục tiêu đầu tư tài chính thiếu sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của đại bộ phận người dân. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện không còn phân khúc căn hộ chung cư có giá phù hợp với thu nhập. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội cung cấp ra thị trường thiếu hụt xa so với nhu cầu. Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 chưa đạt yêu cầu, đa số địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu. Bên cạnh đó là tình trạng nhiều khu đô thị bỏ hoang, gây lãng phí, quản lý trung cư mini còn nhiều bất cập. Chưa có phương án xử lý, giải quyết hiệu quả các khu trung cư cũ, không đảm bảo điều kiện sống cho người dân. Nhiều dự án gặp vướng mắc chậm được triển khai. Một số quy định còn trồng chéo, chưa thống nhất, chưa đồng bộ, chưa phù hợp với thực tế, còn có sự mâu thuẫn, thiếu thống nhất giữa các quy hoạch, chất lượng quy hoạch chưa cao, chưa đảm bảo tầm nhìn dài hạn. Trong giai đoạn 2015 đến 2023, cả nước có khoảng hơn 3.363 dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị đã và đang triển khai thực hiện với quy mô sử dụng đất khoảng hơn 11.191 ha, 413 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 87.700 ha.